mình chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Hòa Phát. Hôm nay thì bên Hòa Phát mới sản xuất về hai cái mẫu tủ bàn thờ tài địa cực kỳ VIP luôn các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết lại sản phẩm để các bạn cùng tham khảo về cái phần kích thước nè, chi tiết thiết kế nè và cái phần đục chạm nhé. Và mình sẽ báo giá công khai luôn để các bạn cùng nắm rõ hơn sản phẩm nhé. Và trước mặt các bạn đây chính là cái mẫu bàn thờ ông địa của bên Hòa Phát các bạn nhé. Ở cái mẫu bàn thờ ông địa này thì có kích thước rất là lớn. Kích thước chiều ngang là 80, chiều sâu là 61 và chiều cao từ mặt đất lên tới phần đỉnh của bàn thờ là 1m07 các bạn nhé. Ở cái bàn thờ ông địa này thì mình có cho làm với dạng là hộp đèn các bạn ha. Và hai cái cột là cột rồng cuộn rất là đẹp. Đó. Cái cột này thì mình làm với cột 14 các bạn nhé, cho đục chạm sắc nét luôn. Đó. Và cái mẫu bàn thờ này mình được cho làm với chất liệu là 100% là gỗ đỏ các bạn ha. Bông vương rất là đẹp, rất là đều cây, rất là xoắn xít luôn các bạn. Đó. Một cái mẫu bàn thờ ông địa rất là lớn, rất là phù hợp với lại những cái không gian nhà rộng lớn các bạn ha. Và đặc biệt là đối với những cái nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn các bạn nhé. Rồi và xuống phần bên dưới thì mình có những cái phần chi tiết bên dưới là những cái dàn chân các bạn nhé. Những cái dàn chân này thì mình cho đục chạm với những cái dàn chân là đầu lưng chân móng. Và phía trên thì mình cho làm với những cái dàn cột là dàn cột đục chạm những cái mẫu rồng khè lửa đục nổ các bạn ha. Cái mẫu rồng này rất là VIP luôn các bạn nhé. Đục chạm sắc nét và cái thần thái của con rồng rất là đẹp. Đó, các bạn thấy được những cái mặt rồng các bạn ha. Rất là có hồn luôn các bạn nhé. Những cái phần râu, những cái phần nanh, những cái phần hốc mắt rất là thần thái luôn. Và được cho làm nguội và sơn BUM cao cấp rất là đẹp. Đó. Các bạn thấy từng chi tiết bên mình cho đục chạm có thể nói là rất là kỹ càng các bạn ha. Và ở phần bên trong cái bàn thờ ông địa này thì mình có cho là hộp đèn các bạn nhé. Cái hộp đèn này thì mình cho làm với hai con tỳ hưu hai bên và một ông Phật Di Lặc ở giữa các bạn ha. Đó. Tổng thể cái bàn thờ ông địa này thì mình cho làm với những cái chất liệu gỗ rất là liền lạc và không bị lỗi các bạn nhé. Và những cái chi tiết mình cho đục chạm rất là sắc nét luôn các bạn, rất là có hồn ha. Cái dàn chân này thì mình cho làm rất là cong, vuốt móng là đầu lưng chân móng các bạn nhé, rất đẹp luôn. Và những cái dàn mặt của bàn thờ ông địa thì mình đã cho chọn lọc những cái dàn mặt bông vân xoắn xít, khá là liền lạc và không bị lỗ các bạn nhé. Ở bên dưới thì mình có cho làm một cái bàn thờ nhỏ để mà mình kéo ra mình có thể trưng đồ cúng các bạn ha. Ở cái phần này thì mình có thể mình để những cái vật cúng hay là những cái món ăn mình cúng kiến thêm vào trong những cái ngày lễ cúng các bạn ha. Đó. Tổng thể cái bàn thờ rất là đẹp các bạn ha. Một cái bàn thờ rất là to, rất là rộng rãi luôn. Đó. Và chỉ với cái mức giá là 9.990.000 thôi các bạn ha, thì các bạn đã sở hữu được một cái mẫu bàn thờ tài địa gõ đỏ 100%, được đục chạm sắc nét và được cho sơn xịt rất là kỹ càng với những cái đường nét đục chạm là cái mẫu trụ rồng khè lửa. Nó rất là hàm hố luôn các bạn. Và ở bên dưới thì mình có làm những cái chi tiết là đầu lưng, chân móng. Đó. Rất là vững chãi luôn. Và cái bàn thờ ông địa này bên mình làm với cái phông dáng là to và lớn các bạn ha. Rất là phù hợp cho những cái không gian phòng khách lớn các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn mua hàng các bạn hãy liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Mình sẽ tư vấn kỹ hơn các bạn nhé. Rồi mình chào các bạn ạ.